Loài chăn gấm có tên khoa học là Python reticulatus nằm trong họ chăn Pythonidae thuộc bộ, có vảy squamata có đặc điểm nhận dạng như rắn cỡ lớn nhất trong các loài rắn, có thể dài tới 6-7 mét. Đầu nhỏ dài, phân biệt rõ với cổ. 4 tấm vảy môi trên đầu tiên, ở mỗi tấm có một lỗ cảm giác, lỗ môi. Lỗ môi cũng có ở các tấm vảy môi dưới thứ 2, thứ 3 và từ thứ 12 cho đến thứ 17 hay 18. Ở chính giữa đầu có một đường màu đen mảnh đi từ móm tới gáy. Có một đường màu đen mảnh đi từ móm tới gáy và có thêm một đường màu đen mảnh đi từ sau mắt xiên xuống góc môi. Mặt lưng màu vàng be hay vàng nâu với những vân xám đen nối với nhau làm thành những mắt lưới. Mặt bụng và dưới đuôi có màu trắng hoặc vàng nhạt với những chấm nhỏ màu nâu xám hay đen. Cá thể cái trưởng thành thường lớn hơn cá thể đực trưởng thành. Chúng là loài thích sống ở rừng thưa, nơi có đồi núi thấp hoặc savan cây bụi, đặc biệt nơi sống đều ở gần môi trường nước. Chăn gấm bơi giỏi có tập tính tương tự như chăn đất, chăn gấm hoạt động về ban đêm, có thể đẻ tới 100 trứng, lứa, chăn mẹ có tập tính cuốn lấy trứng. Trứng nở sau khoảng 2 tháng rưỡi đến 3 tháng, con non mới nở dài khoảng 60 đến 75 cm. Trong điều kiện nuôi, chúng thích đầm mình cả ngày trong nước và ăn nhiều loại mồi. Thức ăn bao gồm những loài động vật đẳng nhiệt. Hiện nay loài này phân bố trong nước ở các tỉnh Đà Nẵng, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Định, Khánh Hòa, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Long An, thành phố Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Cà Mau, Bà Rịa Vũng Tàu. Còn trên thế giới thì phân bố ở các nước như Ấn Độ, Bangladesh, Brunei, Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia, Malaysia, Singapore, Indonesia, Philippines. Trong thời gian gần đây, chăn gấm cũng là một loại thú cưng mà giới trẻ hiện nay thích nuôi. Những mảng hoa văn như thêu hoa dệt gấm không dành cho những người yếu bóng vía. Việc sở hữu một chú chăn gấm đột biến không chỉ thỏa mãn đam mê độc lạ, mà còn thể hiện đẳng cấp của người chơi. Do vậy, loài này trở thành một vật nuôi thịnh hành và nguyên nhân là do nỗ lực của những người nuôi chăn trong việc chọn lọc ra những nòi chăn mang các đặc điểm biến dị độc đáo. Tỉ như các nòi, bạch tạng, hay nòi, cọp. Chăn gấm không phải là vật nuôi quá hung dữ và nguy hiểm, nhưng người nuôi tốt nhất phải có kinh nghiệm trong việc quản lý các con vật to lớn và khỏe như vậy để đảm bảo an toàn tính mạng cho cả người nuôi lẫn chăn. Việc tương tác cũng như vẻ đẹp của chăn đã giành được cảm tình đáng kể, tuy nhiên nhiều ý kiến vẫn cho rằng tính khí. Tâm trạng của chăn gấm khó đoán trước được. Bản thân chăn gấm không chủ động tấn công người, tuy nhiên nếu chúng bị kích động, sợ hãi hay lầm tưởng tay chân người là thức ăn thì chúng có thể cắn và xiết người nuôi. Mặc dù không có nọc độc, vết cắn của những con chăn kích thước lớn cũng rất nghiêm trọng, nhiều khi vết cắn quá lớn đến mức buộc phải khâu lại. Kích thước khổng lồ và màu sắc bắt mắt cũng khiến chăn gấm trở thành một loài động vật thường được trưng bày trong các vườn bách thú. Trong đó nhiều cá thể dài đến hơn 9,7 mét và nhiều cá thể được cho rằng có kích thước lớn nhất trong số các con chăn gấm được nuôi. Tuy nhiên, do kích thước khổng lồ và sức khỏe khủng khiếp và tâm tính cũng không phải thuộc dạng hiền lành, dễ bảo. Việc xác định chính xác kích thước của chăn rất khó khăn, đó là chưa nói các con chăn được nuôi thường bị béo phì. Các thông tin do vườn thú và công viên đưa ra thường là phóng đại. Tỉ như thông tin về con chăn dài 15 mét ở Indonesia là không chính xác vì kích thước thật của nó chỉ 9,15 mét. Hiện nay quần thể loài chăn gấm có sự suy giảm trầm trọng, cộng với sự suy giảm nơi cư trú và chất lượng nơi sinh cư trong quá khứ và hiện tại, do sự khai thác môi trường, mở rộng đô thị. Đường xá, cầu cống, săn bắt triệt để, buôn bán trái phép. Việc chăn nuôi chưa đáp ứng được yêu cầu, vẫn bị săn bắt với cường độ cao trong tự nhiên.